đang chuẩn bị dí bắt chuột rồi. Các bạn nhớ đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nha. Cây 100 à, tháng này vô đồng khô cắt chạy giờ thấy. Mới cắt được lam này nha, và lam thứ hai nè. Đây người nghe máy luôn, miếng này cũng mới có dẻo dẻo mà chưa có khô dữ. Cái đồng bên đây thuộc về đồng Ngọc Trúc nha các bạn. 100 đang cắt mấy miếng này bên này cuối đồng nữa. Để gom ra đều ghê ra. Dù mấy tháng này cắt lúa khỏe lắm. Đấy, lên bụi luôn. Đó, gần tới đầu trên rồi đó nha các bạn. Trái gom ra đẹp quá ha. Lúa bên này chín quá chừng chín luôn ạ. Đó, đụng đầu trên đó. Nắng quá chừng nắng. Đó, đang thả làm ngang nè. Lát nay chuẩn bị vô gần gần cuối rồi, còn mấy làm cuối mới bắt chuột dữ nha. Tại bên đây đồng bên đây còn có mấy miếng nữa là xong rồi. Mà đây mấy cậu đang ra tới nữa nè. Tại con lên bụi luôn rồi.
đây vừa cắt xong nha, hôm nay mới bắt dính mấy chuột nè. Chè dài ở đầu dưới gom tiếp nè.